Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một vị khách hàng. Tuy nhiên trong tình huống của chị thì đây là một cái trường hợp có 102 trong cái quá trình mà tôi tư vấn khi mà vị khách hàng đó tìm đến với tôi. Còn câu chuyện của chị ấy, thì tôi cũng đã nghe trên những cái diễn đàn khác. Ví dụ như là câu chuyện về thảm án, tra án. Tôi là cái người rất là thích thú về những vấn đề liên quan đến pháp luật cũng như là những vụ án. Và tôi nghe những cái câu chuyện mà liên quan đến cái việc mà phá án cũng như là làm sao để điều tra được tội phạm á. Thì khi mà nghe câu chuyện đó, khi mà nghe về cái vụ án đó thì tôi cũng rất là linh hoạt. Tôi cũng đã, nói chung là tôi cũng đã đoán ra, phán đoán ra xem ai là thủ phạm trong những cái mối quan hệ như vậy, và làm cách nào để truy tìm được cái kẻ gây ra những cái vụ thảm án như vậy. Thì trong tình huống của chị là cái tình huống rất là đặc biệt. Nói chung là ngoài đời thì có, nhưng mà chị là người đầu tiên mang đến cho tôi cái câu chuyện như vậy. Chị mong muốn rằng tôi không làm video, tuy nhiên trong cái nội dung của chị á, truyền đạt đến cho tôi á, chị mong muốn rằng tôi sẽ chia sẻ đến một số những người phụ nữ có cuộc hôn nhân đau khổ, và mong muốn rằng cái suy nghĩ của chị được lan tỏa đến nhiều người phụ nữ, là khuyên những người phụ nữ đừng có cố gắng chịu đựng trong cái sự khổ đau để mà kéo dài cái sự đau khổ của mình trong nhiều năm mà không tìm ra được lý tưởng sống, cũng như là không dám sống cho mình, không dám sống toàn vẹn cho cái mục đích ước mơ của mình. Thật ra mà nói như thế này chị nè, em không phải là cái người khuyên người ta bỏ chồng, mà em sẽ khuyên người ta chỉnh sửa trước khi bỏ chồng để tránh hối hận về sau. Đó là cái phong cách tư vấn của em. Hoặc là những người phụ nữ đang ở trong cái cảnh mà chán chồng, bực bội vì chồng phản bội ngoại tình, nhưng họ lại có những lý do ở lại bên chồng, thì họ cũng không nên bỏ chồng. Vì sao? Vì họ có tình yêu với chồng. Và có những người đàn ông, người ta là chồng quý, không phải là chồng quỷ. Tức là người ta cái gì cũng được hết, chỉ có cái chuyện phản bội ngoại tình, chỉ có cái chuyện không chung thủy là không có được thôi. Có những người sẽ nghĩ rằng cái chuyện mà không chung thủy đã là một vấn đề để người ta có thể ly hôn được. Thì tùy nha chị nhé. Có những người á, người ta sống với nhau là người ta bỏ chồng bởi vì chồng người ta không chung thủy. Còn có những người phụ nữ á, họ đến với chồng của họ bằng sự lựa chọn á, họ đến với chồng không bằng tình yêu á, thì người ta không phải vì chồng người ta không yêu người ta nữa là người ta ly hôn. Chị hiểu ý em nói không? Có nhiều người đàn bà lấy chồng vì tiền, em nói thẳng vậy đi, lấy chồng vì tài của chồng, vì ngưỡng mộ cái tài năng đó. Thì cái tài năng đó ngoài họ ngưỡng mộ ra thì cũng có những người đàn bà khác ngưỡng mộ. Thế nên là khi chồng của họ không yêu họ, cũng chẳng có lý do gì họ bỏ người đàn ông đó, tại vì họ yêu cái tài năng đó. Họ ở bên cạnh một người đàn ông có tài năng như vậy nên họ không bỏ. Tại vì sao? Họ yêu cái tài năng đó chứ họ không yêu ông chồng. Thế nên là ông chồng có ngoại tình cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Và còn một cái dạng phụ nữ nữa là vì sống bên cạnh chồng, bởi vì không có người đàn ông nào tuyệt vời hơn để mà cô ta lấy, và không có ai xứng đáng để cho cô ta lấy được hết. Tức là người ta ở một cái tầm cao như vậy và tìm những người đàn ông cao như vậy mà không có tật xấu thì có vẻ như hiếm. Mà tìm được những cái người cao như vậy thì chưa chắc gì người đàn ông đó đã chịu họ, cũng như là họ cũng chắc gì đã lọt vào được cái tầm mắt của họ. Họ không yêu thích người đàn ông khác, thế nên là họ sẽ ở bên cạnh người đàn ông đó. Nói chung là có rất là nhiều lý do để người đàn bà có thể ở với chồng mà không ly hôn chồng trong cái tình trạng chồng phản bội ngoại tình. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình gọi là minh tinh màn bạc ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài, chúng ta cũng thấy có nhiều câu chuyện chồng thì công khai gọi cái người đàn bà kia là người thứ ba, ai cũng biết họ là một cặp đôi. Nhưng bà vợ, bà có ghen không? Bà vợ có đáng ghen không? Không hề đáng ghen. Vì sao? Họ sở hữu, sử dụng một khối tài sản quá lớn. Cái việc mà họ nuôi dạy con, cái việc mà họ tồn tại bên cái cuộc hôn nhân nó không có tình yêu, thì họ cũng đâu cần phải vì tình yêu mà tồn tại. Thế nên là họ khi mà bị chồng phản bội ấy, họ đâu có mất cái gì đâu chị. Họ không mất cái gì hết, nên họ không cần phải ly hôn ông chồng đó. Bởi vì họ sống với nhau là vì lợi ích mà sống với nhau. Họ không có tình yêu nên họ tương sinh với nhau. Họ sống bên cạnh nhau để hai người cùng phát triển mạnh mẽ. Họ thì có tiền để nuôi dạy con, họ có tiền để đi cano, đi nước ngoài, đi du lịch ở những cái nơi thượng hạng, hạng sang. Họ đến những cái nơi mà người nghèo không tới được. Họ sống ở một cái thế giới có tiền, sự hào nhoáng, hạnh phúc ở những bữa tiệc. Họ được thưởng ngoạn cuộc sống theo cái cách họ mong muốn. Họ bỏ chồng ra, họ thấy không có lợi. Họ bỏ chồng ra mà họ trở thành một người thứ ba thì họ không bỏ.
Thế nên là chị muốn truyền đạt và nhờ kênh của em khuyên rằng mọi người nên thoát khỏi sự khổ đau, đừng có kiềm chế mình trong cái nỗi khổ. Riêng về bản thân chị á thì cũng hai mươi mấy năm chị mới có thể thoát được cái điều đó, đúng không nào? Chứ chị không có thoát nhanh được. Thế nên là chị thấy rằng khi mà chị thoát ra, chị thấy sung sướng quá đi, chị thấy may mắn quá đi, chị thấy cảm thấy là mình đã suy nghĩ sai, mình đã tư duy sai. Mà trong khi đó chị là một người am hiểu, chị là một người có thể là ở cái mức là đứng trên nhiều người, đứng trên nhiều người để nhìn xuống cái cuộc sống này, ở cái mức gọi là tầng số 7 đi, tầng số 6, 6.5 và tầng số 7 đi trong xã hội này, mà chị hai mươi mấy năm chị mới thoát được. Thì có những người phụ nữ, người nào mà nặng tình, nặng về cái đường ái dục, nặng về đàn ông á, nặng về cái nghiệp tình ái á, thì người ta sẽ không bỏ được chồng và người ta luôn yêu chồng với một trạng thái khổ đau. Và khi chồng người ta phản bội ngoại tình á, thì người ta sẵn sàng bỏ chồng. Vì với họ, tình yêu, tình cảm, sự chung thủy là điều quan trọng. Còn có nhiều người đàn bà, chồng phản bội ngoại tình, đó là chuyện của anh ta. Còn bản thân người phụ nữ đó không có ảnh hưởng gì hết. Vì sao? Vì họ lấy nhau không phải bởi vì tình yêu, họ lấy nhau vì sự lựa chọn. Họ sống bên cạnh nhau bởi vì họ có lợi ích chung. Họ không phải vì ghen tuông mà bỏ nhau. Họ không phải vì cái vấn đề của kẻ kia mà tồn tại. Thế nên họ không có việc gì phải bỏ nhau hết chị ạ. Có nhiều người cứ nghĩ rằng cứ chồng phản bội ngoại tình là bỏ. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng thế. Vì cái gì họ đến với nhau thì khi mà cái đó không còn họ mới bỏ nhau. Ví dụ như chị yêu chồng thì khi chồng chị phản bội ngoại tình thì chị sẽ không sống được với chồng. Còn chị vì cái gì ở chồng thì chị khi thấy cái đó không có ở chồng nữa thì chị sẽ chán chồng và chị sẽ có xu hướng muốn bỏ chồng. Thế nên là những người đàn bà muốn bỏ chồng hay không muốn bỏ chồng thì tùy theo mục đích của họ, tùy theo cái cuộc sống của họ, tùy theo cái môi trường, hoàn cảnh và cái sự lựa chọn của họ nữa. Bỏ chồng mà không có lợi thì không nên bỏ chồng. Các chị hiểu và nghe lời em nói nhé. Các chị còn có cái lý do để bám víu. Khi mà các chị không muốn bỏ chồng thì các chị không nên bỏ chồng. Bỏ chồng mà hối hận thì không nên bỏ chồng. Bỏ chồng khi mà còn vương vấn, còn cảm thấy mình có hy vọng và mình chưa đủ đau thì mình bỏ cũng không được. Thế nên có nhiều người sẽ không bỏ chồng. Và cái chuyện mà bỏ chồng cũng như là không bỏ thì bỏ làm gì? Cái vấn đề bỏ chồng cũng giống như là không bỏ chồng thì bỏ chồng làm gì? Còn có một cái trường hợp em phân tích cho chị cái hiểu. Khi mà bỏ chồng ra, chị phải mua một cái camera, chị phải mua một con chó về chăm chăm nhà, trông nhà thì chị mới suy nghĩ ồ ha, bây giờ bỏ chồng, chồng không đưa tiền cho mình lại phải nuôi chó, mình phải đi hót phân cho chó, mình phải chăm chó, mình phải dẫn chó đi chơi, mình phải dẫn chó đi khám bệnh, mình phải nấu ăn cho chó nữa, mệt quá. Suy nghĩ như vậy người ta không bỏ chồng. Đấy, có nghĩa là khi mà cân nhắc thấy rằng bỏ chồng không có lời thì người ta không bỏ chồng. Còn mỗi người sẽ có một cái lý do bỏ chồng. Nếu chị cảm thấy rằng bỏ chồng mà thoát khỏi khổ đau, bỏ chồng mà không hối hận, bỏ chồng mà không làm người thứ ba, bỏ chồng mà mình có một cái đời sống tu hành, tu dưỡng, hàm dưỡng để mình được thoát khỏi cái lượng ái dục thì mình nên bỏ chồng. Còn ở trong cái trạng thái có nhiều người không bỏ chồng nhưng họ không dính mắc vào ông chồng ngoại tình phản bội, họ không bị đau khổ vì chồng, không bị chồng chồng chất lên những cái nỗi khổ khi mà anh ta phản bội ngoại tình thì họ cũng chẳng bỏ chồng. Họ xem chồng như ATM, họ xem chồng như người bảo vệ, họ xem chồng như người trong nhà, họ xem chồng như cái người mà hỗ trợ họ. Họ xem chồng họ như xe ôm, họ xem chồng họ như người bạn sống chung nhà, họ xem chồng họ như là một người sống chung cho đỡ buồn. Thì những người phụ nữ như vậy, họ vì những lợi ích mà họ không bỏ chồng. Nói chung là nếu đã không có tình yêu với một người đàn ông thì mọi vấn đề khi sống cùng với người đàn ông nó cũng chỉ là những cái phương tiện để giúp cho người đàn bà bớt cô đơn, bớt khổ. Tại bây giờ bỏ chồng sống cô đơn quá thì cũng cảm thấy là vì ghen mà bỏ chồng thì không đáng. Thì thôi khỏi ghen nữa, già rồi khỏi ghen nữa. Ông chồng ông có đi với ai đi nữa không phải việc của mình. Việc của mình là sống bình yên trong cái thế giới của người già. Nếu mà tuổi già vật lộn với bệnh tật đã là khốn khổ rồi, lại còn không có người đưa mình đi khám bệnh, không có người giúp đỡ mình những cái việc vặt vãnh trong nhà, rồi không có người đi ăn đám cưới chung với mình trong những cái trường hợp mà hàng xóm hoặc là người thân mời đi đám cưới thì cũng kẹt. Thế nên họ nghĩ là thôi bây giờ đường ai đấy đi, già rồi mỗi người một hướng, khi trẻ thì sống với nhau lâu rồi, bây giờ già rồi sống theo ý của mình. Và họ không còn can thiệp
quá sâu, quá lâu và quá đậm sâu vào những cái chuyện của kẻ khác nữa. Họ sống theo cái cách của họ muốn, họ không có can thiệp, họ không có yêu sách, họ không có làm cho cái kẻ kia phải cảm giác khó chịu khi sống gần mình. Họ chọn cái cách như vậy. Nên trong những cái hoàn cảnh mà những người già thì đa phần phải nghe câu chuyện của họ để mình biết rằng họ bỏ chồng có thực sự là cái sự giải thoát hay không, hay họ bỏ chồng rồi họ lại cột họ vào những cái vấn đề buông mà không bỏ được, rồi sau khi mà bỏ chồng rồi ấy, lại quan tâm đến cuộc sống riêng của chồng sau khi ly hôn thì là một cái điều tệ hại hơn. Tức là người đàn bà đó bỏ rồi nhưng mà không buông được, vẫn vác cái gánh nặng của ông chồng cũ trên lưng, chê ông chồng đó năm tà bảy tật nhưng lại không buông bỏ được cái ông chồng tệ hại đó. Thì cái người đàn bà đó bỏ chồng cũng như là không bỏ chồng. Bỏ chồng xong rồi ngày nào cũng nhớ lại cái ông chồng đó, nhai lại quá khứ, sống trong hoài niệm, thì cái trạng thái đó còn khốn khổ hơn là cái việc người ta không bỏ chồng. Đối diện với cái nỗi đau khi mà ly hôn á, người đàn bà cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian rất dài để mà cân bằng lại cảm xúc của mình sau những năm tháng đã chung sống với chồng. Khi mà sống với một người đàn ông mà tồi tệ, không vừa ý mình, không hợp ý mình, mà mình luôn có cái cảm giác mình khinh thường, xem nhẹ họ, mình thấy họ không xứng với mình mà mình vẫn chấp nhận ở bên cạnh người đàn ông đó, thì chứng tỏ bản thân người đàn bà đó cũng vì một cái điều gì đó, thậm chí ngay cả khi người đàn bà đó rất là yêu người đàn ông đó theo một cái cách sâu đậm, mặc dù không chấp nhận nhưng mà tâm trí đã lệ thuộc, phụ thuộc, thậm chí yêu người đàn ông kia rất sâu đậm, sau khi mà ly hôn với chồng xong mới nhận ra điều đó, thì có lẽ quay trở lại sẽ là cái điểm tệ hại cho người đàn bà đó. Thế nên là không có một cái lời tư vấn nào chung chung cho tất cả mọi người. Trong tình huống lời nhắn gửi của chị dành cho nhiều người phụ nữ, tuy nhiên người phụ nữ nào người ta đã đủ dũng khí bỏ chồng và có đủ lý do và hết duyên nợ thì người đó sẽ tự buông. Còn trong cái quá trình khi mà duyên đến thì đón, mà duyên đi thì tiễn. Người nào mà sống thuận theo tự nhiên, không ép mình phải sống trong cuộc đời của kẻ khác thì người đó mới thực sự được giải thoát. Ngay tại khi người ta ở trong khổ đau mà không bị nỗi đau tấn công nữa thì người đó cũng có khác gì là đi tu. Có nhiều người sống ở ngoài đời thì tham tiền, tham danh, tham ái. Còn nếu mà đi tu mà không buông bỏ được cái sự chấp ngã thì lại tham trên cái đường tu, tham công danh, tham chùa to, vướng bận vào những cái vấn đề trong đường đạo thì người đó cũng là tham trong đường tu. Còn người đời cũng thế. Thế nên là cái việc buông bỏ lòng tham là cái điều cần thiết cho người đời và người đi tu. Vấn đề ở đây chúng ta là người đời, chúng ta đang nói về câu chuyện đời, chúng ta có giảm bớt được cái sự tham ái hay không? Khi mà người ta sống chung với mình mà mình không lệ thuộc vào họ, mình không có phải đắm đuối vào họ, mình rời xa họ, mình vẫn có thể đứng vững cân bằng được. Mình cũng không oán trách, mình không hối hận, mình đang ở cái trạng thái cân bằng. Không có họ, mình là cái người như thế nào? Sau khi có họ, sống chung với họ một thời gian, mình lại đánh mất mình lại biến mình trở thành một cái con người như thế. Rồi mình nhìn lại cái quá trình lúc mà mình 15, 16 tuổi, mình là cô gái như thế nào? Mình chưa có họ, mình sống như thế nào? Bây giờ sau một thời gian có họ, mình bỏ họ, mình buông họ, mình ly hôn với họ rồi, nhưng mình lại ngồi, mình thấy rằng mình quá cao giá, mình quá tốt đẹp, mình lại lấy phải cái ông chồng chẳng ra gì, thì cái ngã chấp của mình nó tăng thêm. Rồi mình lại còn thêm cái ngã mạn vì mình không hiểu sâu về nhân quả, mình nghĩ rằng mình lấy ổng là do nghiệp xấu, nghiệp dữ, mình lấy ổng là bất công cho mình, vì mình không tin sâu nhân quả nên mình mới có cái tâm ngã mạn như vậy. Thế nên nhân quả không có nợ gì chúng ta hết. Không có bùn thì chẳng có sen, ở bên cạnh bùn thì sen mới tăng trưởng. Người đàn bà ở bên chồng xấu, chồng sai, chồng hư mà bồ đề tâm phát triển, tư duy trí tuệ con người hướng thượng, hướng thiện thì cái người đó thực sự là đã giải thoát ở một kiếp người. Người đàn bà không tham ái, không tham dục, không chạy theo người đàn ông đã là một người đàn bà bình yên và có sức mạnh. Các chị, các bạn làm được điều đó thì bỏ chồng cũng như là không bỏ chồng, không bỏ chồng cũng như bỏ chồng, chẳng có cái gì khác biệt ở chỗ này hết. Quan trọng là các chị có hài lòng về cái quyết định của mình hay không. Nếu mọi việc mà làm cho các chị khổ đau thì cái quyết định đó sẽ là quyết định sai lầm các chị nhé. Rất là cảm ơn các chị đã chọn lựa em là người tư vấn trong những tình huống của mình. Xin chào và rất cảm ơn.